Triết lý nhân sinh sâu sắc từ câu chuyện thưởng trà của hai người bạn già. Hai câu chuyện về thưởng trà dưới đây sẽ giúp mỗi người trong chúng ta lĩnh ngộ được những triết lý nhân sinh sâu sắc và ý nghĩa ở đời. Ngẫm chuyện pha trà ra triết lý nhân sinh. Trong một lần rảnh rỗi, có hai vị cao nhân ngồi uống trà với nhau. Nhìn bạn trà cặm cụi pha nước, người này hỏi: "Ngài cảm thấy trà ở tuần nước nào thì uống ngon nhất?" Người kia trầm ngâm một lúc lâu, tựa như rất nghiền ngẫm về câu hỏi của bạn trà. Sau một hồi suy nghĩ, người đó trả lời: "Tuần nước thứ nhất tựa như gió thoảng, tuần nước thứ hai tựa như dòng xuân xanh, tuần trà thứ ba tựa như ánh trăng chiếu rọi. Mỗi tuần nước, hương vị trà đều có sự khác biệt." Qua nhiều lần đắn đo, cân nhắc, chung quy lại, hai người bạn trà lâu năm ấy vẫn chưa tìm được đáp án cho câu trả lời: trà ở tuần nước nào thì uống ngon nhất? Trong khi đó, họ đã bỏ lỡ việc thưởng thức trà ở thời điểm nên thưởng thức nhất. Đức Phật dạy, sinh mạng nằm trong từng hơi thở của hiện tại. Tiếc thay, cuộc đời của mỗi con người dường như cũng quẩn quanh trong nỗi băn khoăn. Những người mãi đi tìm những điều hơn nhất. Khi cầm lên một chén trà, uống một ngụm trà vào thời điểm ấy, bạn không hề biết lần pha trước đó chén trà ấy có vị ra sao, cũng chẳng thể hiểu lần pha tiếp theo vị của nó sẽ biến đổi như thế nào. Bởi chỉ có hương vị trà ở thời điểm hiện tại đã chiếm trọn vị giác và tâm trí của bạn. Đừng phí hoài tuổi thanh xuân bằng cách so sánh cuộc đời ở thì hiện tại với thì tương lai hay thì quá khứ. Thay vào đó, hãy trân trọng từng giây phút được nhìn thấy ánh dương, được hít căng lồng ngực, được lắng tai nghe những âm thanh từ dòng người tấp nập xung quanh. Tận hưởng sinh khí, giá trị của hiện tại chính là cách ta sống hết mình với cuộc đời mang tên ta. Đời người cũng chẳng khác chuyện thưởng trà là bao. Nhớ năm xưa, người bị mang danh gian tặc như Tào Tháo, lập nghiệp từng bị nhiều người ghét bỏ, mà người nổi danh nhân nghĩa như Lưu Bị cũng có không ít kẻ thù. Sống ở trên đời, muốn làm việc lớn thì không nên quá quan tâm đến cái nhìn của người khác về bạn, mà chỉ cần kiên trì làm tốt việc của mình, đi hết con đường mình đã chọn. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, hãy dừng lại, hít một hơi thật sâu, uống một chén trà xanh, nghe một khúc nhạc du dương để cho tâm hồn hòa làm một với âm nhạc thanh tao và ly trà thanh mát. Đời người, việc gì cần nói thì nhất định phải nói, việc gì nên im lặng thì hãy học cách im lặng. Đó là một loại thông minh. Đời người, việc gì cần làm thì hãy nên làm, việc gì cần lui thì hãy lui đúng lúc. Đó là một loại trí tuệ. Đời người, điểm gì cần lộ thì hãy hé lộ, điều gì cần giấu thì nhất định phải giấu kỹ. Đó là một loại cảnh giới. Nếu không hạnh phúc, không vui sướng, hãy học cách buông bỏ. Nếu không buông bỏ được, hãy học cách chấp nhận đau khổ. Mọi thứ tốt đẹp trên cuộc đời đều như pháo hoa, như mây gió, như pha lê. Và ai đó đã nói rằng pháo hoa chóng tàn, mây thường trôi nhanh, còn pha lê thì dễ vỡ. Tận cùng của nỗi nhớ chính là sợ lãng quên. Tận cùng của yêu thương chính là xa rời. Tận cùng của mộng đẹp chính là tỉnh giấc. Có vui, có buồn, có đắng, có ngọt. Đó cũng chính là cuộc sống. Đời người thực ra không khác việc thưởng trà cho lắm. Nếu chỉ nhấp một ngụm đầu, vị đắng sẽ át hết tâm trí. Nhưng khi thưởng thức trọn vẹn chén trà ấy, ta
sẽ cảm nhận trọn vẹn, hương vị thanh tao sẽ thấm đượm trên từng tấc lưỡi. Đời người giống như một chén trà, khó khăn, khổ đau chỉ trong phút chốc như vị đắng của ngụm trà đầu tiên mà thôi. Giữa người với người, quá thân thiết sẽ nảy sinh ân oán. Mọi ân oán giữa người với người nảy sinh trong cuộc sống, một phần là do chúng ta quá tốt với nhau. Trong một gia đình, một đơn vị, thậm chí là giữa bạn bè với nhau cũng vậy. Bài viết dưới đây thể hiện quan điểm cá nhân của một diễn giả có tên Trần An Chi. Nội dung bài viết cụ thể như sau. Lúc thân thiết, hai người có thể mặc chung một cái quần. Nhưng một khi đã mâu thuẫn, có thể chết cũng không nhìn mặt nhau. Nguyên nhân là bởi hai phía đã từng quá tốt với nhau. Hoàng Nhất, một đại sư người Trung Quốc, những năm cuối đời có viết một bài thơ đại ý là: quân tử kết giao nhạt như nước, bạn bè kết giao nếu nhìn vào biểu hiện bên ngoài cho rằng đó đã là bản chất, đôi khi sẽ nhầm lẫn nghiêm trọng. Tình cảm giữa người với người cứ nhạt một chút sẽ tốt, mối quan hệ như thế sẽ duy trì được lâu. Nếu lúc nào cũng đậm như mật, ắt sẽ có lúc phải phân tách. Lão Tử nói, những mối quan hệ như thế, một khi có mâu thuẫn sẽ trở nên xa cách vô cùng. Tình cảm nếu được hâm nóng mỗi ngày, nhất định sẽ có lúc giảm nhiệt. Đó là quy luật của vũ trụ. Từ trước đến giờ, tôi rất ít gọi điện cho bạn bè. Thậm chí là bạn bè có nhắn tin, tôi cũng ít khi trả lời hoặc quên không trả lời. Tôi cho rằng cứ bình thường, cứ nhạt nhạt một chút sẽ tốt. Mặc dù có thể rất lâu không gặp nhau, nhưng khi đã gặp nhau, mọi người vẫn là bạn. Bởi trong ký ức của chúng tôi vẫn giữ những điều tốt đẹp trong quá khứ. Vậy là đủ. Giữa người với người hãy cứ duy trì khoảng cách. Khoảng cách này thể hiện cả ở việc giao tiếp. Không nên nói quá nhiều, bởi nói quá nhiều có khi sẽ thừa, không có tác dụng. Cho dù là vợ chồng hay các thành viên trong gia đình, vẫn cần giữ một khoảng cách phù hợp, vừa phải. Có khoảng cách mới có tình cảm. Trước đây tôi có quen một người, quan hệ giữa tôi và người đó rất tốt. Người đó nói với tôi, cậu đừng giảng Phật Pháp với tôi, cậu có thể siêu độ cho người khác nhưng không thể siêu độ được tôi. Tôi nghĩ cũng phải, chúng tôi quá thân thiết mà. Về sau, người đó rời Hạ Môn. Sau khi anh ta đi, tôi cũng lười, ít liên lạc. Thế nhưng dần dần, anh ta đã nhớ lại công đức, nhớ lại lời nói của tôi và cảm thấy lời của tôi có lý. Sau này, anh ta vào trang cá nhân của tôi và giác ngộ được rất nhiều điều. Từ việc này, tôi mới phát hiện giữa người với người vẫn nên giữ một khoảng cách, như vậy sẽ tốt hơn trong mọi chuyện. Quá gần gũi, quá thoải mái, mỗi người tự nhiên sẽ dần đánh mất sự cung kính dành cho đối phương. Vì thế mà khó tìm ra công đức, phẩm hạnh, sự nỗ lực của nhau. Tình cảm thân thiết, tốt đẹp thường sẽ làm nảy sinh lòng tham. Lòng tham này chính là nguồn cơn khiến chúng ta hận đối phương. Không có tình yêu sâu đậm sẽ không có hận thù sâu sắc. Quá gần gũi, người thầy khó có thể siêu độ cho học trò. Trái lại, học trò thường nhìn thấy những nhược điểm của người thầy. Quan hệ giữa người với người thực chất rất thú vị. Không có lòng cung kính, rất khó để duy trì lâu dài. Giữa vợ chồng cũng vậy. Thế nên, giữa người với người sống được với nhau thực sự là một nghệ thuật, là một môn mà có lẽ mỗi người phải học chăm chỉ cả đời và không dễ chút nào. Cá nhân tôi cho rằng có một điểm rất quan trọng khi đề cập đến vấn đề này. Đó là đầu tiên mỗi người cần có một tấm lòng không mưu cầu, không yêu cầu áp đặt đối phương.
những việc mình không muốn không áp đặt cho người khác. Thay vào đó, hãy làm, hãy nghĩ như họ. Như thế, quan hệ giữa người với người mới có thể tốt dần lên được. Rất nhiều người càng chơi với nhau, mối quan hệ càng trở nên xấu đi. Bởi lẽ mỗi cá nhân đã yêu cầu quá nhiều. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến cái gọi là lật mặt ở những người bạn. Quân tử kết giao nhạt như nước lã. Cứ để các mối quan hệ của chúng ta nhạt nhạt như vậy. Đừng yêu cầu đối phương cái gì cũng phải đẹp, phải tốt. Ngoài ra, hãy giữ lòng biết ơn đền đáp đến người đã giúp đỡ mình. Chỉ có lòng biết ơn tương tác qua lại với nhau mới có thể duy trì những mối quan hệ lâu dài. Giữa vợ chồng, nếu không tồn tại hai chữ cảm ơn, hai người sẽ trở thành những kẻ đòi nợ không hơn. Hai kẻ đòi nợ sống cạnh nhau, đòi nợ lẫn nhau. Thử hỏi, liệu có thể vui? Bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc bạn luôn vui vẻ.